Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 616, gặp lại. Vừa nói chuyện với Sa Sa, vừa ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, sắc trời ngoài cửa sổ đã từ từ sáng lên, lúc hương thơm bốc lên, Linh Tĩnh tròn xoen mắt ngồi dậy. Nàng đứng ở cửa phòng nhìn thoáng qua, sau đó trở về phòng mặc quần áo tử tế, vuốt qua trang phục một phen, thấy Sa Sa bưng nồi cháo đi tới, sau đó quay lại sửa sang đầu tóc. Nhìn gương mặt hai người ở trong gương, một người anh khí, một người văn tĩnh, so với bức ảnh chụp trên đầu giường, họ đều đã trưởng thành cả rồi. Linh Tĩnh vừa mới cắt tóc hơi ngắn cách đây không lâu, hiện giờ Sa Sa vẫn tóc đường ngựa. Linh Tĩnh buộc tóc một cách đơn giản, Sa Sa lấy tay đo thử. Thật đáng tiếc cho tóc của cậu, từ nhỏ tóc cậu luôn dài, cho tiện hoạt động thôi, hơn nữa do ở một mình, dài ngắn không quan trọng, cậu gầy hơn, mũi cao hơn một chút, 4 năm qua đi mà ngực cậu không thay đổi nhiều, không nhỏ đi đấy chứ, ha ha sao vậy được. Sa Sa thì mình mò tay xuống phía dưới, Linh Tĩnh cười từ chối, hai người đùa giỡn một trận, lúc ngồi vào bàn ăn, Linh Tĩnh nâng chén cháo, chúc mừng về đến nhà, buổi sáng mùa hè, chẳng mấy chốc ánh nắng đã bò lên cửa sổ, không khí tuy vẫn mát mẻ như trước, nhưng đã có phần nóng bức. Ba người ngồi ăn với nhau, Linh Tĩnh vẫn giống như xưa, xé quẩy bỏ vào trong bát cháo. Vậy tiếp theo chúng mình làm gì đây? Sa Sa liếc mắt nhìn Gia Minh, dù sao cũng phải về nhà gặp mặt mọi người, trong giọng nói của nàng có chút do dự, chắc là sợ vì mối tình của ba người. Gia Minh vừa ăn vừa nói, cùng lắm là giơ đầu chịu một đao chứ gì. Nghe thấy vậy, Linh Tĩnh và Sa Sa đều xì một tiếng bật cười. Linh Tĩnh trợn mắt nói, coi như xong, tớ vẫn chưa nghĩ là nên nói với cha mẹ tớ thế nào, ba mẹ tớ sẽ đánh chết cậu đấy. Nàng suy nghĩ một chút, oán trách, tại sao lúc trước cậu phải nói toạc ra như vậy, loại chuyện này. Gia Minh bất đắc dĩ cười, cho dù thế nào cũng phải phòng ngừa chu đáo. Ba người bỏ qua chuyện này. Sa Sa nói tới Natalie, đám người Tiểu Mạnh, họ quyết định là sau bữa sáng phải ra ngoài một chút, việc này Linh Tĩnh không dự định tham gia vào. Tớ ở nhà dọn dẹp, hoặc trở về nhà thăm cha mẹ, tối hôm qua Sa Sa kéo tớ chạy mất, trên tay còn cầm súng, nếu như họ biết, chắc chắn họ sẽ rất lo lắng. Linh Tĩnh lo lắng chuyện này, Sa Sa lại lo lắng chuyện đám hốc huyết quỷ trở lại. Gia Minh cười lắc đầu, bọn họ đã rời đi rồi. Chuyện này mà cậu cũng biết, à, không rời đi cũng không được, tối hôm qua ba người gặp nhau, Gia Minh không muốn chiến đấu, giả như đám người Victoria còn chưa đi, hắn sẽ đích thân tìm họ giải quyết. Mắt thấy Gia Minh nói một cách tự tin, Sa Sa cũng không nói thêm gì nữa. Trước khi ra cửa, Linh Tĩnh há miệng, một lúc lâu mới nói, chị Nhã Hàm đã sinh cho cậu một cô nhóc. Không khí lập tức trở nên im lặng, Linh Tĩnh mấp máy môi suy nghĩ một lúc, nói, tớ biết bây giờ nói chuyện này đúng là không có lý trí. Chị Nhã Hàm rất yêu cậu, vì Đào Đào mà thiếu chút nữa từ bỏ gia đình, cự tuyệt vô số người cầu hôn, chị ấy nghĩ cậu đã chết, nhưng trong lòng vẫn chỉ có một mình cậu. Tớ không biết nên làm cái gì bây giờ, thế nhưng bốn người chúng ta đã sống với nhau nhiều năm như vậy, thực sự rất giống một gia đình, cho dù có chuyện gì, cũng có thể ngồi nói chuyện với nhau. Hiện giờ, tớ nghĩ cậu nên đi thăm chị ấy, dù sao cũng phải báo cho chị ấy biết, cậu đã trở về. Ở bên cạnh, Sa Sa nhẹ nhàng gật đầu, Gia Minh đóng cửa, Linh Tĩnh duỗi thắt lưng, chiếc sơ mi bao lấy vóc người yểu điệu, văn tĩnh mà thanh nhã. 9 giờ sáng, trời nóng như đổ lửa. Một chiếc xe màu đen lao nhanh trên đường phố, dừng lại trước một ngã tư đèn đỏ. Vương Đồ Gia nhìn địa chỉ trong tay, nhìn xung quanh một chút, sau đó chỉ sang bên trái, đi sang bên này, chắc chứ? Chắc là không nhầm đâu, cậu xem trên đó viết là khu biệt thự, tới nhà Tiểu Uyển và Đông Phương học trường, khóa trên phải đi đường này, cậu xem đường Viên Lộ, đúng vậy. Tính cả Vương Đồ Gia và tài xế, bên trong xe tổng cộng có 2 nam 2 nữ, nếu có ý nhớ lại một chút, chúng ta có thể nhớ được, đám người này chính là những người đã kết bạn đi du lịch với Gia Minh ở Paris, Vương Đồ Gia, La Tĩnh Văn, Lương Minh, Lý Tùng. Họ là những người tương đối xuất sắc trong đám bạn cùng trang lứa, có gia thế rất tốt. 4 năm học đại học qua đi vẫn còn giữ được tình cảm khá tốt, hôm nay họ trở lại thành phố này là muốn học lớp. Lại nói, 4 người đều học ở những trường đại học khác nhau, 4 năm qua đi, mỗi người đều có tình cảm riêng của mình, thế nhưng khi tập trung lại, cái cảm giác mập mờ giữa họ lại xuất hiện. Chúng ta có thể biết, thực ra bọn họ cũng có ghép đôi cho nhau, Vương Đồ Gia và La Tĩnh Văn có mị lực riêng, Lương Minh có hài cảm với cả hai người, Lý Tùng cũng giống như vậy, cái quan hệ mập mờ này bọn họ dùng để chứng minh nghị lực của mình. Đương nhiên, thủ đoạn của mỗi người đã trưởng thành hơn trước nhiều, không còn giống mấy năm trước, chỉ vì khoe khoang mà xung đột với nhau. 4 năm trôi qua, đối với đám sinh viên này chỉ là một khoảng thời gian giúp plug-in vào cuộc sống, đa số họ đều tốt nghiệp trong năm nay, cho nên đây là một kỳ nghỉ hè quan trọng, mỗi người đều có được tấm bằng đại học của mình, cuộc sống cũng được bắt đầu, công việc, giao tiếp xã hội, xây dựng sự nghiệp của bản thân. Các mối quan hệ trong Học viện Thánh Tâm có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp của họ, bạn bè gặp nhau cũng là một thủ đoạn thăng tiến. Lần này họ tới đây là muốn gửi thiệp mời cho anh em nhà Đông Phương, Đông Phương Uyển có sự nghiệp riêng, đám người này cũng mẫn cảm với tin tức, biết Đông Phương Lộ đã về tới Giang Hải, nếu như có thể mời hắn, vậy thì càng thêm lý tưởng. Xung quanh Đông Phương gia toàn là những hộ gia đình khá giả, cây cối như rừng bao phủ quanh những con đường, bốn phía còn có rất nhiều vườn hoa nhỏ của những khu biệt thự, những cái công viên nhỏ, nơi phủ xanh lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Gia cảnh của bốn người đều tương đối khá, nhưng mà khi nhìn thấy những biệt thự của những hào phú này cũng không khỏi trầm trồ một phen. Khi chiếc xe chuyển qua một chỗ rẽ, Vương Đồ Gia bỗng nhiên nhìn thoáng qua hai bóng người ở ven đường, càng nhìn càng chăm chú. Chiếc xe đã vòng qua ngã rẽ, thấy nàng quay đầu lại, Lý Tùng ngồi ở ghế sau nhìn hỏi, làm sao vậy, không, hình như nhìn thấy một người quen, Cố Gia Minh, mọi người còn nhớ không, không biết hắn học đại học ở đâu, Cố Gia Minh, không thể nào, nghe thấy vậy, là Tĩnh Văn và Lương Minh đồng thời quay đầu lại, Lương Minh nói. Năm tốt nghiệp cấp 3 nghe nói hắn đã xảy ra chuyện, bị cảnh sát bắt, sau đó bị tuyên án chắc chắn không đi học, cũng không biết xử mấy năm, nhưng mà có lẽ hắn đã ra tù, thế nào, sao lại như vậy, Vương Đồ Gia mở to hai mắt nhìn, La Tĩnh Văn cũng nói, không thể nào, tớ chưa nghe nói tới. Tuyệt đối là thật, nghe nói là giúp người bỏ trốn, tình tiết ác liệt lắm, lúc đó tớ còn nghe người ta nói, bạn gái hắn là Liễu Hoài Sa, mọi người có biết không, đó là phần tử xã hội đen, Vương Đồ Gia cao mày nói, hình như lúc nãy tớ nhìn thấy hai người bọn họ. Vậy càng không có thể, Liễu Hoài Sa buôn lậu thuốc phiện, khi cảnh sát tới bắt, Cố Gia Minh giúp nàng chạy trốn, có người nói là hắn còn đánh cả cảnh sát, trên báo chí đăng tải ầm ầm, chúng tớ vốn không quan tâm, nhưng có khá nhiều bạn học biết, có thể cậu cũng không rõ ràng cho lắm. Tất cả mọi người đều nói Liễu Hoài Sa đã bỏ trốn ra nước ngoài, Sa Trúc bang từ đó về sau biến mất, lúc trước nó là bang phái mạnh nhất ở Giang Hải, chỉ sau một đêm càn quét đã tiêu đời. Nhà của tớ cũng quen mấy người lăn lộn giang hồ, bọn họ nói nhiều về chuyện này, Liễu Hoài Sa làm sao dám trở về, theo như tớ đoán, hiện giờ nàng ta đang bị truy nã, chuyện Sa Trúc bang tớ cũng nghe nói, La Tĩnh Văn gật đầu phụ họa. Bốn người thảo luận một phen, Lương Minh thể sống thể chết, sau đó còn nói luôn cả tin tức, sau khi ra khỏi tù, Gia Minh bị người ta đánh cho tàn phế. Khi xe đi tới địa chỉ, mấy người nhìn cảnh tượng bên ngoài mới há hốc mồm, đủ loại xe xếp hàng dài bên ngoài khu biệt thự, giữ cửa là một đội đặc nhiệm, bên trong có hàng đoàn người đi lại, cửa hông có vô số người với thân phận không tầm thường ra ra vào vào. Vương Đồ Gia cầm địa chỉ đọc đi đọc lại hai lần, nói, có nhầm không, cái biệt thự tư nhân này có lẽ còn kinh khủng hơn tòa nhà chính phủ, tớ đi hỏi một chút vậy. Lý Tùng đối chiếu địa chỉ mấy lần, sau đó xuống xe chạy tới, tôi tìm Đông Phương Lộ, Đông Phương Uyển, xin hỏi họ có phải là ở đây không? Trong lòng hắn không ôm hy vọng gì, ai biết một gã đội đặc nhiệm đã dùng bộ đàm thông báo quan hệ của họ, sau đó trực tiếp mời bọn họ đi vào. Đi theo người đặc nhiệm kia vào trong phòng khách, bốn người mới cảm nhận được thế nào là khẩn trương và áp bách, hành lang bên ngoài có vô số người với thân phận khác nhau, trong phòng khách lúc này cũng có mấy nhóm người đang chờ, trong đó có một nhóm người mà bọn họ quen, đây chính là mấy quan chức chính quyền thường xuất hiện trên TV. Tuy rằng phòng khách trông có vẻ rộng, thế nhưng bốn người mới chỉ là người bước vào đời, nhìn thấy khung cảnh này, không ai biết là có chuyện gì đang diễn ra, những người này thoạt nhìn đều đặc biệt nghiêm túc, cái áp lực vô hình khiến bọn họ thấp thỏm không ngớt, chuyện gì xảy ra vậy, nguy cơ tài chính ra sao? Khẳng định là có liên quan tới chuyện khủng bố tập kích tối qua, bốn người trâu đầu ghé tai trao đổi, người giúp việc đã đi tới, hỏi bọn họ muốn uống gì, quá một lúc, có vài người nam nữ mặc quân phục từ trên lầu đi xuống, chào hỏi đám người trong phòng khách rồi mới rời đi, quân hàm cao nhất là một gã thiếu tướng. Bọn họ uống nước trong bầu không khí khẩn trương này, không lâu sau, Đông Phương Lộ cuối cùng cũng từ trên lầu đi xuống, tuy rằng chỉ hơn nhau một năm học, nhưng lúc ở Học viện Thánh Tâm, hắn là hội trưởng hội học sinh, đám Vương Đồ Gia cũng là người năng động, có gặp hắn mấy lần, họ nhận ra nhau, tất cả đều chào hỏi. Sau đó nghe chuyện họp lớp lần này, Tiểu Uyển mấy hôm nay không có nhà, các cậu cũng thấy đấy, trong nhà tớ rất phiền và nhiều việc, tôi có thể giúp các cậu đưa thiệp cho nó, đương nhiên các cậu tự đưa cũng được, nó gần đây có lập công ty mới, không thường xuyên ở đây, nếu như muốn tìm nó, có thể đi. Đây là số điện thoại, không khinh thường bất cứ ai, đây chính là thói quen của Đông Phương Lộ mấy năm nay, hắn trò chuyện với mấy người về tình hình trong thời gian gần đây, câu chuyện có liên quan tới một số bạn học. Khi đưa họ ra ngoài, ở phòng khách phía sau đã có tiếng động rất lớn, sau đó, có mấy người từ trong đó đi ra, một số thường xuất hiện trong TV, còn lại không ai biết thân phận cụ thể. Chí ít họ cũng biết, trung niên lão nhân Phương Chi Thiên kia có địa vị quan trọng vô cùng, bởi họ thấy, khi lão đi tới đâu, mọi người lập tức nhường đường, trên đường ra cổng, một bóng người quen quen lại xuất hiện trước mặt, đó chính là Cố Gia Minh ngồi tù mà lúc nãy họ đang thảo luận. Lúc này hắn đang ngồi xổm ven đường, chỉ vào một bông hoa trong vườn hoa, nói gì đó với cô gái ngồi bên cạnh. Chương 617, thủ tiết, một gần trưa, thời tiết chuyển dần sang mát mẻ, vô số đám mây đen bao phủ bầu trời Giang Hải, hình như là trời muốn mưa. Linh Tĩnh nói đúng, chị Nhã Hàm đợi cậu nhiều năm như vậy, chị ấy phải nuôi con, trong lòng khổ, không có ai biết, cậu nên đi gặp chị ấy trước, gặp Đào Đào. Chị ấy luôn mặt gặp lại cậu, mà gặp rồi cũng phiền toái, không biết nên giải quyết mọi chuyện như thế nào cho tốt, sau này mọi người làm thế nào bây giờ, nếu không thì hãy bỏ trốn cùng với chị Nhã Hàm đi. Đi tới trước biệt thự của Đông Phương gia, chia tay với Sa Sa ở góc đường, lững thững đi dọc con đường, tới một nơi xung quanh không có ai, mới móc từ trong túi một vật gì đó, đi tới cạnh lan can sắt của con kênh ném xuống. Cái thứ kia bay trong không trung, lúc sắp sửa rơi xuống, Gia Minh lật tay một cái, nó lập tức lơ lửng, hắn đứng ở đó suy nghĩ một chút, sau đó úp tay, cái bình không kiến chi trần kia bay lại vào trong tay hắn bỏ vào túi quần. Lúc giải quyết chuyện ngày hôm qua, đám người Natalie liền tới Viêm Hoàng Giác Tỉnh làm khách, 4 năm trước, khi ngự thủ thương chết, quan hệ của hai bên đã bắt đầu ấm lên, đối với Gia Minh mà nói, hôm nay đúng là nhất cử lưỡng tiện gặp mặt bọn họ, đại khái hắn muốn nói tới tình hình trong 4 năm gần đây. Không tính tới mấy tên bạn học cũ tới gửi thiệp mời, thì người nói chuyện với hắn cũng không nhiều, gặp mặt Tiểu Mạnh nói một tiếng cảm ơn, hỏi thăm dự định trong tương lai, tiện thể hẹn ngày mời cơm. Sau đó hắn đi gặp đám người Đông Phương Lộ, Phương Chi Thiên, Trúc Bình An. Đối với Natalie, nàng rất hứng thú với lực lượng của Gia Minh, nhưng không thể luận bàn ở chỗ nào, chỉ giống như bạn bè trò chuyện vài câu, cái thực sự làm cho Gia Minh mất thời gian là bệnh tình của Nhược Nhược. Chuyện này đúng là bất đắc dĩ, Viêm Hoàng Giác Tỉnh mấy năm qua luôn liều mạng tìm kiếm không kiến chi trần, Gia Minh cũng từng xem qua tư liệu liên quan tới không kiến chi trần. Trên thực tế thì không kiến chi trần đương nhiên là có trợ giúp với dị năng, nhưng mà cũng không nhiều, việc có thể trị được bệnh của Nhược Nhược hay không thì mọi người cũng chỉ biết trên lý luận. Sự tình phát triển đến nước này, hắn đương nhiên là không cách nào chạy tới đây để làm người giúp việc. Đông Phương Nhược tối hôm qua có tỉnh lại một lần, sau đó lại rơi vào ngủ say. Mà Viêm Hoàng Giác Tỉnh sau khi lấy được không kiến chi trần thì vẫn ở trong trạng thái mơ hồ, Gia Minh vẫn phải tìm kiếm hơn 1 giờ đồng hồ, lọc ra những tư liệu hữu dụng cho nàng. Không kiến chi trần không có cách nào sử dụng trị liệu cho con người, thế nhưng trạng thái của Đông Phương Nhược lúc này giống với trạng thái mà hắn từng trải qua, cũng là bị tinh thần lực khổng lồ gây áp lực. Bệnh tình của hắn tới rất nhanh, nói bệnh là bệnh, Đông Phương Nhược thì vừa cấp tính lại vừa mãn tính, nhiều năm dày vò khiến cho thân thể của nàng đã tới sát biên giới tan vỡ. Đối với năng lượng khổng lồ mà Gia Minh có hiện giờ mà nói, tuy rằng làm thầy thuốc thì không ổn lắm, nhưng lại hiểu rõ tường tận đối với loại bệnh này. Sau khi mô phỏng, hắn đã lừa được không kiến chi trần, hắn làm cho dị năng trong cơ thể thiếu nữ tiêu hao 7-8 phần, khiến cho thân thể nàng trở lại trạng thái bình ổn. Sau khi tỉnh lại, chắc là thị lực sẽ hồi phục một phần. Ít ra thì trong một thời gian, sẽ không cần phải dùng xe lăn mới đi lại được. Toàn bộ quá trình trị liệu không đơn giản như vậy, đại khái là cần vài chục năm thời gian, dù sao Gia Minh tự giải quyết vấn đề của mình cũng cần tới 4 năm, mà vấn đề trên cơ thể thiếu nữ này là do mọi người tự tiện chữa trị dẫn tới sai lầm, kéo dài nhiều năm, cho nên muốn giải quyết được thì không thể chỉ trong ngày 1 ngày 2, dựa theo Gia Minh phỏng đoán, mỗi năm cần khoảng thời gian chừng 1 tháng để chữa trị, lúc chữa xong sẽ phát hiện dị năng sẽ dần bị khống chế. Có thể dự cảm không còn tốt như hiện nay. Nhưng mà ít ra thì cô gái này vẫn có thể sống, sau khi sức khỏe tốt hơn, có thể trải nghiệm cuộc sống của mình, có thể kết hôn sinh con, sống chết theo quy luật. Đây không phải là do Gia Minh âm thầm động tay động chân hạn chế năng lực của người ta, dù sao những người như hắn, như Natalie, như Victoria cũng có thể có năng lực dự cảm không rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám khẳng định đám người Victoria đã rời Giang Hải. Nhưng mà muốn dự cảm rõ ràng thì lại nằm trong lĩnh vực tinh thần. Hắn nói rõ chuyện này cho đám người Phương Chi Thiên biết, mặc dù có chút tiếc hận, nhưng có thể bảo mệnh cho cô gái này, huống chi, chỉ cần phỏng đoán không rõ ràng cũng đã có trợ giúp lớn cho tương lai rồi, vậy là đủ. Đối với không kiến chi trần, Gia Minh hiện giờ chưa biết xử lý như thế nào, loại vật này tạo được kết quả, thì không thể thiếu được chuyện nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể con người. Hắn đương nhiên không phải là người có lòng từ bi, nhưng cũng không phải là người biết khoa học lắm, việc hành động này có thể làm rung chuyển một số thế lực. Đến lúc đó sợ rằng người ta lại kéo hắn vào vũng bùn. Việc ném đi cũng không được, hắn còn lo lắng chuyện mấy tên hấp huyết quỷ ở ngoài dòng ngó, cho nên hắn phải giữ lại, mà giữ lại cũng là vật bảo mệnh, mình giết một người trong bọn chúng, xung đột hai bên đã không thể nào tránh khỏi, cho dù không muốn gây chuyện thì kiểu gì cũng phải giải quyết chuyện này. Ngẫm lại chuyện này, hắn còn có Nhã Hàm, Linh Tĩnh, Xa Xa, cho nên hắn lên xe bus, đến công ty của Nhã Hàm, trời lúc này đang mưa xối xả. Cơn mưa lớn bất chợt ập tới, mang theo vô số tiếng sấm. Lúc này Nhã Hàm đang ngồi trong một phòng ở tầng 23, uống một chén trà xanh, thả lỏng tinh thần sau một buổi sáng làm việc căng thẳng. Hôm nay là ngày bận rộn, nguyên nhân là vì hai gã quản trị trong công ty vì một chuyện ngoài ý muốn mà sinh bệnh, phải vào bệnh viện, dự án do bọn họ hợp tác hôm nay chính thức đàm phán ký hợp đồng. Cũng do tình hình cấp bách, cho nên nàng phải đích thân xuất mã, cũng may là tình hình đàm phán sáng nay không tệ, buổi chiều có tiến triển thế nào hoàn toàn có thể ước lượng được. Vốn nàng không muốn đầu tư hoàn toàn cho công việc, vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng và Đào Đào, nhưng chuyện này xảy ra quá mức đột nhiên, dự án này có tầm quan trọng rất lớn với công ty. Hôm nay nàng vốn hứa với Đào Đào là đi dạo phố, vậy là phải lùi lại, nàng rất ít khi thất hứa với Đào Đào, cũng may Đào Đào tuổi tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, chỉ yêu cầu mẹ cho theo tới công ty chơi, lúc nàng bận thì nó ở trong phòng làm việc xem phim hoạt hình. Buổi trưa hai mẹ con ở căng tin công ty ăn cơm, sau đó Đào Đào ngủ trưa trong phòng nhỏ bên cạnh phòng làm việc của nàng, khi Nhã Hàm du con ngủ, nàng mới có một ít thời gian để cho riêng mình. Chương 618. Thủ tiết, hai từ nhỏ nàng đã bị bệnh thận, trước giờ luôn yếu ớt, từ khi Gia Minh bỏ đi hơn 3 năm trước, nàng luôn có Đào Đào ở bên, cho nên nàng lại càng dụng tâm giữ sức khỏe, thường xuyên tập luyện. Bệnh tình tuy không hồi phục, nhưng cũng cảm thấy khỏe hơn, chỉ là hay cảm thấy mệt, nếu như không thức đêm làm việc thì nguy cơ gục ngã là không lớn. Hơn 1 giờ chiều, trong phòng làm việc im lặng, nàng ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, cơn mưa lớn kèm theo gió tàn phá bừa bãi con đường, nàng thỉnh thoảng uống một hớp trà, điều hòa trong phòng để ở nhiệt độ vừa phải, không khí vẫn mát mẻ. 1 giờ rưỡi, nàng chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Gia Minh, gần đây chị hơi mệt, hiện giờ công việc không còn nhàn hạ nữa, chủ yếu là vì cha chị muốn bồi dưỡng chị trở thành người nối nghiệp, trên thực tế cha chị còn mệt hơn chị nhiều, người đã cố gắng chiếu cố cho tình hình bên này, cũng chỉ do chị có bệnh mà thôi. Hơn nữa có một Đào Đào, nếu như chị là nam nhân khỏe mạnh, phòng trừng hiện giờ đã bị huấn luyện trở thành một con người cao ngạo rồi, biết là cuộc sống có mâu thuẫn với ước nguyện, nhưng cũng không thể không làm một cô gái mạnh mẽ, nhưng cha đã tiếp nhận Đào Đào rồi, chị cũng phải hoàn thành tâm nguyện của người. Nàng mở máy vi tính, đeo kính nhìn một đống số, bắt đầu kiểm tra lại tư liệu, sau một lát nàng nhấn điện thoại trên bàn làm việc, Alan, giúp tôi lấy phần tư liệu buổi sáng tới đây, còn có báo cáo khu Hoa Đông năm ngoái nữa, tôi muốn xem lại. Dạ được. Nghe thấy trợ lý trả lời, nàng cắm đầu chìm vào thế giới công việc, cầm lấy cây bút viết một lúc, sau đó vô ý thức kẹo cái bút này trên tay, động tác này khiến cho nàng có một sự mỹ cảm không nói hết. Sau khi gõ cửa đi tới, người kia nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ở cạnh cửa đứng một hồi, sau đó mới tiếp tục tiến lên. Nhã Hàm vươn tay muốn đón tư liệu, nhưng lại kinh ngạc ngẩng đầu, đưa tay đan vào nhau, nhất thời có chút bấn loạn. À, Gia Tuấn đã tới. Alan nói cô cần tư liệu, tôi biết cô cũng nghỉ chưa xong rồi, cho nên cầm vào thay, thuận tiện nói chuyện về công việc buổi chiều. Nam tử cười, đặt tư liệu xuống, hắn là một trong những phó giám đốc của công ty, tên là Phó Gia Tuấn, là một nam nhân tương đối có năng lực, chuyện bất ngờ sáng nay tương đối khó giải quyết, buổi sáng hắn hợp tác với Nhã Hàm cùng giải quyết. Nghe vậy, Nhã Hàm gật đầu, ngồi đi, Đào Đào đang ngủ chưa? Nói chuyện công việc đi. Thật ra dự án hợp tác lần này với Chủ tịch Ngô rất tốt, sáng nay đã thỏa thuận được hơn một nửa, nhưng chiều nay cũng cần nói tới mấy điểm quan trọng, đôi bên phân phối lợi nhuận. Sáng nay thương nghị 35% có lẽ họ không thỏa mãn, tôi cũng đã nắm qua tình hình tiêu thụ của khu Hoa Đông trong mấy năm nay, căn cứ vào định mức của công ty hiện giờ, nơi này rất có khả năng trở thành một điểm đột phá, không muốn nói những chuyện vô nghĩa. Nhã Hàm cầm bút vẽ một đường cong trên giấy, bắt đầu thương lượng với đối phương những trọng điểm buổi chiều. Phó Gia Tuấn gật đầu, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, hợp với những gì Nhã Hàm đang nói, trên thực tế, cách nghĩ của chúng ta không mưu mà hợp. Mấy từ năm nay, hai người hợp tác không phải là lần đầu tiên, đã có những ăn ý nhất định, năng lực của Phó Gia Tuấn đủ cho hắn tỏa sáng ở bất kỳ nơi đâu, trong công việc mà có một người trợ thủ như vậy đúng là tốt nhất. Mà ở trong chuyện này, Phó Gia Tuấn có hiểu biết sâu hơn nàng, cái tờ giấy của hắn có sức thuyết phục hơn cách nghĩ của nàng, sau khi nhìn qua số liệu trong máy vi tính, hắn cẩn thận điều chỉnh. Nhưng qua một lúc, Nhã Hàm nhíu mày, giật mình dịch chuyển sang một bên, bởi vì vô ý mà Phó Gia Tuấn đã đứng ở bên cạnh nàng, một tay chống xuống bàn làm việc, một tay đặt trên cái ghế sau lưng nàng, thái độ trông có vẻ vô cùng thân thiết. Coi như không biết, động tác của Phó Gia Tuấn thực ra cũng mang một ý tứ nhất định. À, cô vẫn nhạy cảm như vậy. Nhận thấy động tác né tránh của Nhã Hàm, Phó Gia Tuấn nở nụ cười. Nhã Hàm lạnh nhạt lắc đầu. Xin lỗi, nếu như tôi hiểu nhầm ý của anh, tôi xin lỗi, không phải hiểu nhầm. Dịch sang bên cạnh một bước, Phó Gia Tuấn tươi cười thành khẩn, nói, cô cũng biết, không phải cô hiểu lầm mà là tôi thất bại, một ngăn trở nhỏ. Tuy rằng đã có một người con gái 3 tuổi, nhưng với điều kiện của Nhã Hàm bây giờ cũng không thiếu người theo đuổi, gia thế hàng tỷ, quan hệ tốt, vóc người ưu mỹ, khí chất ưu nhã. Sau khi làm mẹ thì nàng càng trưởng thành, chứng bệnh của nàng đã giúp nàng có một thân hình mảnh mai và một khí chất cứng cỏi kiên cường. Hơn nữa mấy năm nay ở trên thương trường, nàng biểu hiện mình là một cô gái mạnh mẽ có quyết đoán, đây chính là lực hấp dẫn chết người, kết hợp tất cả ưu điểm, nàng là một mê hoặc chí mạng. Có nhiều người yêu quý nàng, có can đảm truy cầu cũng không ít, người ngoài nhận thấy có mấy người nổi bật nhất, Hứa Mặc Si Tình đương nhiên là một người trong số đó, Phó Gia Tuấn cũng được, hắn tương đối tao nhã, bằng vào năng lực của mình từng bước bỏ lên vị trí hiện giờ. Tuy rằng hiện giờ Trương Kính An không còn ý kiến gì trước mặt Nhã Hàm nữa, nhưng dường như hắn cũng muốn sáng tạo cơ hội cho đôi trai gái này, Phó Gia Tuấn là trợ thủ đắc lực của hắn, xuất thân không cao, Nhã Hàm là con gái duy nhất của hắn. Trong mắt hắn, nếu như có thể tác hợp hai người này thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hắn có cháu ôm, Đào Đào có cha, Nhã Hàm có thể đuổi đi bóng ma ngày xưa, công ty có thể phát triển. Ở dưới dụng ý này, Phó Gia Tuấn thuận lý thành trương thường có nhiều việc có thể gặp mặt, ví dụ như lúc nãy hắn cầm văn kiện đi vào, trợ lý Alan cũng chẳng nhắc nhở gì. Ở phương diện này Nhã Hàm cũng không phải là mặc kệ, từ khi sinh Đào Đào, Gia Minh lại không có ở bên người, nàng đối với không gian cá nhân vô cùng coi trọng. Nếu như không phải Trương Kính An đã nói, thì Alan chắc chắn không dám làm chuyện như vậy, giống như cố ý để cho Phó Gia Tuấn và nàng ở chung một chỗ, tuy rằng hắn rất phối hợp, kết quả tốt, nhưng phần lớn là do Trương Kính An an bài. Chương 619 Thủ tiết, ba đối với việc này, Nhã Hàm cũng đại khái hiểu rõ, nhưng cũng không có phản ứng quá kịch liệt, một mặt là vì việc này cũng cần trong công việc, về phương diện khác, từ 2 năm trước khi thể hiện ý đồ của mình bị Nhã Hàm cự tuyệt, Phó Gia Tuấn tuy rằng chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng đã duy trì thái độ. Có chừng mực, Nhã Hàm chức vị cao, khả năng gặp mặt thường ngày rất ít, nếu như không có chuyện hôm nay thì hai người cũng hiếm khi có cơ hội cùng nhau giải quyết công việc, dù sao hắn cũng là người có năng lực, chỉ cần không quá phận, Nhã Hàm cũng không tiện nhắc nhở. Nàng không thể đuổi toàn bộ người không có hảo cảm bên cạnh mình đi được, huống chi hiện giờ công ty đang cần tên Phó Gia Tuấn này. Đương nhiên, có một số khoảng thời gian, Phó Gia Tuấn cũng sẽ có những hành động giống như làm phép thử, hắn cử chỉ rất lịch sự, nếu như người ta không chấp nhận, cũng không có ý không vui trong lòng. Nhã Hàm nhắm hai mắt lại, lông mày nhíu chặt, hô hấp sau một lúc mới ổn định, ánh mắt có chút không kiên nhẫn. Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, Phó Giám đốc, nếu như anh còn làm như vậy, tôi chỉ còn cách mời anh ra ngoài. Phó Gia Tuấn gật đầu lùi sang ngồi ở vị trí bên kia bàn làm việc, ta không có ý mạo phạm, cha của Đào Đào tạo cho cô ấn tượng sâu sắc tới như vậy ư? Cho dù thời gian đã qua lâu rồi, vẫn có thể khiến cho cô phản ứng mẫn cảm với nam nhân khác tới mức độ này, tự nhiên sản sinh bài xích, lúc nãy tôi tưởng cô đang nhìn tư liệu tới mức nhập thần, đây là chuyện riêng của tôi không hy vọng có người khác thảo luận về nó. Phó Gia Tuấn ngồi xuống nhìn nàng, qua một lúc lâu mới nói, hắn đã chết nhiều năm rồi đúng không, anh có ý gì? Tôi nói, mộ của cố Gia Minh, đã từng là học sinh của cô, hắn là cha của Đào Đào, ở sau bàn công tác. Nhã Hàm bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên nghiêm khắc, Phó Gia Tuấn huy động hai tay. Ác, đừng hiểu lầm, tôi không có ý tung tin, đừng hiểu lầm, hắn dừng một chút, nói, theo dõi cô cũng vô ích thôi, tôi biết chủ tịch đã phái người theo dõi cô, trong 2 năm qua cô có một quy luật, trong vài ngày một tháng lại biến mất ở một khoảng thời gian cố định. Tôi đoán là cô có mấy người bảo vệ lợi hại ở bên cạnh, việc này chủ tịch cũng biết, thế nhưng cô cũng hiểu, tuy rằng theo dõi không có ích gì, nhưng mọi người dù sao cũng ở chung một cái thành phố. Tháng trước tôi có một người bạn đi thăm mộ nhìn thấy cô, nói rằng cô ngồi trước một ngôi mộ nói chuyện một buổi trưa, sau đó kiểm tra lại, tôi mới dám khẳng định chuyện này. Cố Gia Minh là học sinh trước đây của cô, một số người quen của cô cũng biết hắn, cô với hắn còn thân hơn chị em ruột, nhưng ở trong mắt người khác, danh tiếng của hắn dường như không tốt. Tuy rằng rất khó tin tưởng, nhưng với hoàn cảnh của cô bây giờ, tôi nghĩ là cô không thể ở chung với một người như vậy, chắc hắn là cha của Đào Đào chứ gì, năm 2000 hắn ngồi tù, sau đó là cô mang thai, thế nhưng khoảng thời gian hắn ở bên trại giam không rõ ràng cho lắm. Tôi nghĩ rằng cô đại khái đã làm một việc, tôi chỉ không rõ tại sao cô phải đối với hắn tốt như vậy, cho dù là người đàn ông thì ai chẳng có lòng hẹp hòi, quang minh lỗi lạc nói mấy câu này, Phó Gia Tuấn mỉm cười, một lát sau lại bỏ thêm một câu. Yên tâm. Tôi sẽ không nói cho chủ tịch biết, chuyện này chỉ có tôi biết. Nhã Hàm yên lặng nhìn hắn, qua hồi lâu mới mở miệng, anh đẹp trai hơn hắn, cao hơn hắn, nếu như anh thích, tôi cũng có thể nói là anh chăm chỉ hơn hắn, có năng lực hơn hắn, có trách nhiệm hơn hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ chú ý tới lời nhận xét này, hắn tốt ở chỗ nào ư? Một điểm là đủ rồi, hắn là nam nhân duy nhất của tôi, là cha của Đào Đào, tôi yêu hắn, nhưng hắn đã chết, tôi thủ tiết vì hắn. Nhã Hàm nhíu chặt mày nói ra câu này, bây giờ người anh đi ra ngoài. Phó Gia Tuấn nhìn cô gái trước mặt sửng sốt một lát, rốt cục, hắn gật đầu đứng lên, đi ra ngoài cửa, nhưng khi tới cửa thì quay đầu lại, cô đúng là một cô gái tốt, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn chuyện chiều nay tôi sẽ toàn lực ứng phó, tôi không hy vọng chuyện tự ảnh hưởng tới công việc, hẹn gặp lại. Cửa phòng đóng lại, Nhã Hàm nhíu nhíu mày, tiếp tục xử lý tư liệu trong máy vi tính, hơn 10 phút sau, nàng đứng lên đi tới phòng nghỉ bên cạnh, cô nhóc ở trên giường cũng đã tỉnh dậy. Cũng vào thời khắc này, trên con đường mưa xối xả ở dưới tòa nhà, một chiếc xe taxi dừng lại ở ven đường, người xuống xe, người lên xe, một thanh cầm ô đi trong dòng người hối hả, Gia Minh từ trên xe bước xuống, đứng dưới mái hiên, vuốt nước trên đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn tòa nhà cách đó không xa. Bầu trời hôn ám, tiếng mưa rơi ầm ầm, mấy cửa hàng cạnh đường đều bật đèn, hắn dọc theo mái hiên đi tới bên kia, một tia sét xẹt qua sau đó bầu trời sáng lòa, Gia Minh dừng lại ở ven đường, đi vào một cửa hàng quà tặng. Mấy phút sau hắn xuất hiện, trên tay ôm một con gấu trắng to hơn một hình người. Trong chốc lát, một người một gấu đi vào tòa nhà của tập đoàn Trương Thị, bởi vì ở ngoài đại sảnh có người đang nhận hồ sơ xin việc cho nên có vẻ hơi chật chội, trên mặt đất toàn là nước, ôm gấu trắng Gia Minh nhìn xung quanh đại sảnh một lần, sau đó đi vào nơi náo nhiệt nhất. Mưa lớn mùa hè có thể khiến cho không khí thêm mát mẻ, nhưng cũng có thể khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn, trong đại sảnh của tập đoàn Trương Thị, người tới người đi, trên sàn vẫn còn nước. Ngay cả cái điều hòa có công suất cực lớn cũng khó mà làm tan biến cái cảm giác ẩm ướt này được. Nhìn qua cái cửa sổ thủy tinh lớn, con đường có vẻ âm trầm, mưa lớn quả thét, mấy chiếc xe trên đường đều mở đèn và chạy hơi nhanh. Tiếng người ầm ĩ, giữa đại sảnh có một quầy tiếp tân, mấy nhân viên bận tối mặt, một số người đang theo dõi tin tức trước quầy, cũng có tới đây cầm bảng, có lẽ cầm giấy giới thiệu tới xin việc, việc này không phải chỗ chúng tôi phụ trách, chẳng nhẽ giấy giới thiệu nhầm. Trong lúc đang bận rộn, có một nhân viên dùng giọng u oán nói. Không xem tin tức hôm nay sao, vốn có sắp xếp bên công ty Hải Thành ở bên kia đường, nhưng mà tối qua xảy ra chuyện, người ta thông báo tới đây, sáng nay họ sắp xếp phỏng vấn nhưng phải đổi lịch sang buổi chiều, phòng chừng hôm nay không xong được. Không phải là khủng bố tập kích đấy chứ, có bắn nhau, không biết có phải là xã hội đen sống mái với nhau hay không nữa, sáng sớm hôm nay khi đi làm qua đó, tôi còn thấy cả quân đội canh chừng. Trong tiếng bàn luận xôn xao, mấy nhân viên có dung mạo đẹp đang sao chép tư liệu người tới xin việc vào máy vi tính. Làm giấy giới thiệu cho mấy người tới đây, nhân tiện hướng dẫn cho người dự tuyển điền lý lịch. Cho dù không khí đang bận rộn như vậy, nhưng khi trông thấy một thiếu niên ôm con gấu trắng to đùng đi vào, không ít người cũng phải ghé mắt nhìn sang, cho dù như thế nào, công ty là nơi tương đối nghiêm túc, ôm một con gấu lớn hơn cả con người đi vào, đúng là sự kiện gây chú ý. Chương 620. Gấu trắng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thiếu niên ôm gấu trắng lúc này trông có chút hào hoa phong nhã, hắn vuốt nước mưa trên đầu đứng ở bên tường nhìn sơ đồ tầng trệt. Sau đó đi tới bàn tiếp tân, sau khi nói ra ý định, nhân viên tiếp tân có chút kinh ngạc, Trương Nhã Hàm, anh tìm giám đốc Trương. Ách là giám đốc sao, không có hẹn trước ư, tôi là học sinh của nàng, tên là Cố Gia Minh, phiền cô thông báo cho tôi một tiếng, ách, nghe hắn nói như vậy, cô gái bên trong tỏ vẻ khó khăn, Nhã Hàm từng là cô gái, các nàng cũng không biết chắc lắm. Huống chi nhân viên có số má muốn gặp lãnh đạo cấp cao còn phải hẹn trước, cho dù các nàng chỉ truyền lời, nhưng mà muốn xin ý kiến cũng không phải việc dễ. Hơn nữa hôm nay nàng còn biết giám đốc hôm nay còn phải tiếp khách quan trọng, lại nhìn thiếu niên với đôi mắt trong sáng trước mặt, nàng do dự một hồi, sau đó gọi điện thoại thông báo, nửa phút sau nàng trả lời, xin lỗi. Giám đốc Trương hôm nay có chuyện quan trọng phải xử lý, sợ rằng không có thời gian gặp anh, tôi thấy hay là anh lưu số điện thoại lại đi, cái số điện thoại này đương nhiên không phải của nàng, phân nửa là người trong công ty sẽ nhận, nhưng thấy đối phương lịch sự với mình, Gia Minh cũng hiểu là chuyện này hết cách. Sau khi hỏi rõ chức vị của Nhã Hàm, hắn ôm gấu trắng ngồi ở trong đại sảnh một hồi, đại khái là lo lắng việc bảo mật, cho nên trên dưới tòa nhà này đều có thể ra vào, thang máy ở gần bàn tiếp tân không xa, muốn lừa hệ thống đối với hắn là chuyện đơn giản. Nhưng mà người tiếp viên kia đã nhìn thấy hắn, đương nhiên sẽ không cho hắn đi tới thang máy, muốn gặp Nhã Hàm đã là chuyện không có hy vọng gì rồi. Hắn ngồi một lúc, nhìn ra ngoài đường thấy trời vẫn mưa to, thỉnh thoảng có vài tia sét và sấm, nhìn tòa nhà đối diện một chút, hắn ôm gấu trắng đi ra ngoài, đi men theo con đường. Tiến nhập vào tòa nhà bên kia. Mấy phút sau, hắn đã xuất hiện ở tầng cao nhất của tòa nhà, từ chỗ này nhìn ra ngoài, thấy bầu trời đen tối giống như là ở ngay trên đầu, có cảm tưởng chỉ cần thò tay ra là có thể tóm được, nhìn mái nhà đối diện, hắn thở dài, sau đó bay ra ngoài. Trong phòng làm việc ở tầng thứ 23 của tập đoàn Trương Thị, một tiểu cô nương đang ngồi trước máy vi tính xem phim hoạt hình, trên đầu cô nhóc có một chiếc nơ hình con bướm thật xinh. Trong phòng, một cô gái khác đeo kính ngồi trên bàn uống nước, Đào Đào, cháu có khát không? Không khát. Thế nhưng phim hoạt hình thật nhàm chán, hôm nay Đào Đào tới đây cùng mẹ, thế nhưng mẹ không lại không ở đây, tiểu cô nương 3 tuổi này sớm đã thông minh, đối với phim hoạt hình không có mấy hứng thú. Bởi vì cái ghế này là dành cho người lớn ngồi, cho nên muốn di chuyển nó, cô nhóc cảm thấy rất mất sức, nhìn bầu trời mưa lớn tối đen ngoài cửa sổ, tiểu cô nương còn muốn nhấc cái ghế lên nhưng không đủ sức đành bĩu môi, nhảy xuống ghế, chiếc dép nhỏ nhắn chạm xuống sàn vang lên những tiếng kịch kịch. Đột nhiên, cô bé ngã nhào trên mặt sàn, cô gái đeo kính kia hoảng sợ kêu to, Đào Đào, rồi vội vã chạy tới, cháu không sao, vung bàn tay nhỏ bé, Đào Đào ấp úng nói một câu, nhưng trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào, giống như là muốn khóc. Lúc cô bé chống tay chống đầu gối đứng lên, cô gái đeo kính kia chạy tới kiểm tra nàng tình hình, có phải là ngã sấp không, có đau không, trong mắt cô bé đã long lanh, mí môi quật cường lắc đầu, để khi lộ tất chân ra, mới thấy đầu gối cô bé đã chảy ra. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, còn thấy đau chỗ nào khác hay không, có thấy nơi nào khó chịu không, Đào Đào, vết thương trên đầu gối không nặng, nhưng dù sao cũng là con gái của bà chủ, thư ký Alan có chút sốt ruột, luống cuống tay chân nhìn đầu gối cô bé. Khi quay đầu lại, mới phát hiện cô bé đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, nước mắt vẫn rơi mà miệng đã thành hình chữ O, nghiễm nhiên là thấy gì đó kỳ quái, quên mất cả đau đớn trên người, làm sao vậy, Đào Đào, Đào Đào, dì Lan, cháu vừa rồi nhìn thấy một con gấu trắng bay qua bầu trời, gấu trắng. Thư ký ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần, nói, ở đâu, có mà, Đào Đào không nói dối, nó bay từ phía đối diện sang chỗ chúng ta. Cô bé được mẹ dạy rất tốt, đúng là không nói dối, thế nhưng đùa cái gì mà đùa, trước mặt là con đường rộng hơn 6 mét, hơn nữa còn có lối đi bộ, giữa hai tòa nhà cách nhau cũng phải 40 mét, làm gì có thứ gì có thể bay tới bay lui được. Chắc là nhìn thấy máy bay, sức tưởng tượng của trẻ con luôn rất phong phú, trong lòng nghĩ như vậy thì cô bé lại muốn ra ngoài xem gấu trắng bay, chắc là do cô bé xem phim hoạt hình nhiều quá thành chán. Alan gật đầu, chuẩn bị mang cô bé xuống tầng trệt dạo vài vòng, hít thở không khí mới mẻ, cô bé này nhu thuận hiểu chuyện, ở mãi trong phòng làm việc cũng không tốt ôm gấu trắng. Gia Minh đi trong một hành lang nhỏ của công ty, cũng có không ít nhân viên mang theo văn kiện nhìn hắn, Gia Minh ung dung coi như không nhìn. Thấy họ, mà thái độ của hắn đúng là ung dung, nếu như là người khác lẻn vào đương nhiên không có thái độ như vậy được, dù có giả bộ cũng không giống, với lại có phát hiện thì vấn đề sẽ do Nhã Hàm giải quyết, hắn không phải lo lắng. Đi thẳng từ tầng cao nhất xuống tầng 23, đi qua khu làm việc phía trước, lúc tới phòng làm việc của Nhã Hàm, mới hiện trước bàn thư ký không có người, nhìn thấy tấm biển trước cửa phòng làm việc. Định đi thẳng vào thì mới phát hiện cửa phòng khép hờ, hắn lén nhìn vào trong. Chỉ thấy trong phòng làm việc có một người đàn ông trung niên đang ở trước máy copy, nhìn qua thẻ bài trước ngực, hóa ra đây là một chủ nhiệm, đại khái là có công việc phải làm. Nhã Hàm không ở đây, Gia Minh cũng không đi vào, ôm gấu trắng đi tới trước khu làm việc, khi một nhân viên nữ kinh ngạc nhìn lên, hắn tùy ý phất phất tay, xin lỗi, giám đốc Trương hiện giờ đang ở đâu, giám đốc Trương chắc là đang dẫn đoàn đại biểu của tập đoàn Khắc Lan đi tham quan công ty, anh là... Làm chuyện của cô đi, tôi ở đây chờ nàng, vung tay lên, Gia Minh nhíu nhíu mày, vốn cây khí chất vô lại của hắn lúc này đã biến thành ung dung và lão luyện, hoàn toàn áp đảo khí thế của đối phương. Cô nhân viên kia cũng xinh đẹp, xưa nay cũng là người tương đối kiêu ngạo, nhưng lúc này lại mặc cho Gia Minh nói chuyện, sắc mặt có phần mất tự nhiên, do dự một lúc rồi gật đầu, cô nàng cứ đi vài bước lại liếc mắt nhìn lại một lần, nhưng không dám lên tiếng hỏi thân phận của Gia Minh. Đi tới phòng khách ngồi một lúc, Gia Minh nhìn sang thang máy bên kia. Lại nhìn sang phòng làm việc của Nhã Hàm, hắn có cảm giác có cái gì đó không đúng, cầm lấy gấu trắng tới cửa phòng làm việc. Lúc này người đàn ông kia cũng đang đi ra ngoài, nhưng mà lén lút nên đã đụng vào Gia Minh, người kia té ngã trên đất, mấy tờ giấy cũng từ trong túi quần bung ra, người đàn ông trung niên nhìn vào mắt Gia Minh có phần lúng túng và luống cuống, cùng lúc đó, từ đầu hành lang truyền tới giọng nói của một cô bé. Dì nhìn đi, gấu, gấu, tìm được nó rồi, sau đó, bịch bịch chạy tới, cô bé hưng phấn. Chỉ vào con gấu trong tay Gia Minh, nhảy nhảy lên, dì Lan, chính là nó, là nó bay tới đây nó thật xinh đẹp, thư ký Alan kia che nàng lại, cười ngồi phía sau cô bé, ánh mắt hơi có chút nghi hoặc. Chủ nhiệm Nghiêm, tại sao anh lại ở chỗ này, khi nàng đảo mắt nhìn qua mấy tờ giấy mới chính thức nhíu mày, tại sao phần văn kiện này là, luống cuống tay chân, chủ nhiệm Nghiêm kia từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đưa tay chỉ vào Gia Minh, là hắn, lúc nãy tôi thấy hắn lén lút trong phòng làm việc của giám đốc Trương. Tôi chạy tới muốn hỏi hắn là ai thì bị hắn đụng ngã, mấy thứ này chính là do hắn lấy ra, tình huống trong nháy mắt trở nên có chút quỷ dị, nữ thư ký chậm rãi đứng lên nhìn Gia Minh, sau khi khẳng định hắn không có thẻ nhân viên thì hỏi, tiên sinh, ông là ai, nàng quay đầu lại kêu lên, bảo vệ. Hàng lang vốn yên tĩnh lúc này đã có bóng người chạy tới, Gia Minh thản nhiên nhìn chủ nhiệm Nghiêm kia trong chốc lát, hắn ngồi xổm xuống, nhìn cô bé trước mặt, nếu chú đoán không sai, cháu tên là Đào Đào đúng không? Nghe thấy hắn nói vậy, nữ thư ký kia lập tức che Đào Đào ở phía sau. Gia Minh cũng không lắm lưu ý, chỉ cười cười, cháu mấy tuổi, Đào Đào sắp 3 tuổi rồi, nấp sau đùi cô thư ký, cô bé tò mò để lộ nửa khuôn mặt, tại sao chú biết tên cháu, chú muốn gạt Đào Đào bán cho người xấu ư? Tiếng người ầm ĩ, bảo vệ từ trong đám người chạy tới, chủ nhiệm Nghiêm kia đang phun mưa xuân kể lại quá trình với đám người, cô thư ký kia che cô bé, thần tình khẩn trương nhìn hắn. Không có thẻ nhân viên, không có giấy giới thiệu, trong tay còn ôm một con gấu trắng cực lớn, không có ai biết một gián điệp thương nghiệp này có thể lên tới tầng 23 như thế nào. Bảo vệ liên tục vây quanh, trong lúc nhất thời họ không xông vào đánh, bởi vì tình huống rất khó giải thích, cũng bởi vì nam nhân trước mặt này không để ý tới bất kỳ ai, hắn dường như chỉ có hứng thú với cô bé nấp sau thư ký Alan. Mọi người đều cảnh giác đề phòng hắn bất ngờ làm chuyện nguy hiểm, có thể đột nhiên uy hiếp thư ký và cô bé để tìm cách rời đi, nhưng mà hình như cô bé kia và nam tử này rất hợp nhau. Đại khái là sau đó hơn 1 phút đồng hồ, ngay cả đại biểu của tập đoàn Khắc Lan cũng với giám đốc Trương cũng nhận được tin tức cùng nhau chạy tới. Sau một lát, một đám người đang nghị luận thì yên tĩnh lại, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy, vị giám đốc nữ thần thương mại không hề biết mềm yếu kia, ở trước mặt nam tử lạ mặt lại đưa tay bụng miệng, tất cả mọi người có thể thấy trên gương mặt kia có những giọt lệ trong suốt, thân hình vị giám đốc này đang run rẩy, từ lớn tiếng nghị luận trở thành im lặng sau đó lại bàn luận xôn xao, đột nhiên có giọng nói của một cô bé vang lên. Cô nhóc dùng bàn tay không hiểu chuyện giật giật gấu áo của mẹ mình, nhẹ nhàng mà hỏi, mẹ, sao mẹ lại khóc, mẹ đừng khóc có được hay không? Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.